Với điều kiện đặc thù miền núi và còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, những năm qua, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc đã không ngừng nỗ lực vươn lên. Từ các nguồn lực huy động được, địa phương đã đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện sản xuất, giao thương, mua bán. Từ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Ngày 12 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là thành quả xứng đáng và cũng là động lực để chính quyền địa phương và người dân tiếp tục phấn đấu cho những mục tiêu xa hơn. Trong những năm qua, xã Xuân Lộc đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nỗ lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới, xã Xuân Lộc đạt 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Trong đó, xã Xuân Lộc đã tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực cùng với sự đầu tư hỗ trợ từ trung ương, tỉnh, huyện với tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội gần 67 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 48 tỷ đồng, chiếm khoảng 72%. Phần còn lại là ngân sách từ trung ương, tỉnh, huyện và xã. Từ đây, đời sống của người dân và diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay. Trong những năm gần đây là phải nói thay đổi cách hoàn mục từ điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất, nước thì bây giờ là nói chung là giống như từ các trường là hiện thì là phải nói là đạt chuẩn quốc gia, giống như từ trường mầm non, trường tiểu học rồi cả y tế là đang đạt chuẩn quốc gia. Phải nói là một cái nỗ lực rất lớn của một hệ thống chính trị bộ máy nhà nước, phải nói toàn đảng toàn dân ở trên xã nhà. Thì hiện nay bây giờ nói chung là Hưng Lộc nói riêng cho cả xã là bây giờ là nông thôn mới bởi bê tông là hầu như hết rồi đó, toàn diện rồi. Rồi cái kinh tế của bà con là phải nói một cách là nâng lên rõ rệt. Xã Xuân Lộc cũng tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, duy trì ổn định diện tích đất nông nghiệp, khai thác có hiệu quả từ nguồn rừng trồng. Đây được xem như là thế mạnh của địa phương cùng với các ngành dịch vụ thương mại được phát triển, góp phần thành công trong chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của xã, đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 36,2 triệu đồng, tăng lên 53,9 triệu đồng vào năm 2023. Tôi là một người dân ở xã Xuân Lộc. Sau khi thì người dân phấn đấu để trở thành được công nhận một cái xã nông thôn mới thì bà con cũng rất là vui mừng. Hiện nay thì đời sống, văn hóa xã hội và tinh thần của bà con nó thì được nâng lên, nhìn thấy được cái mặt của xã hội đang phát triển. Về vấn đề xây dựng các cái tuyến đường thì dân cũng nhu cầu, nói chung là nhà nước là phải là hỗ trợ đền bù về vấn đề đất đai, nhưng mà đầu tư đường thì nói chung là dân quá là mừng, cho nên nói chung là đất là dân hiện hết toàn bộ. Đối với mọi người dân thì cũng như ban lãnh đạo thôn chúng tôi thì cũng mong muốn là khi mà đạt chuẩn nông thôn mới thì chúng ta phải cố gắng là phải giữ như nông thôn và chúng ta phải tiến tới gần hơn nữa là nông thôn là đổi mới toàn diện đó, phát triển lên chuẩn mực nông thôn mới về sau. Chính quyền địa phương ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho xây dựng hạ tầng. Đây là yếu tố quan trọng nhất để đổi mới bộ mặt nông thôn, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, 100% đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đang được đầu tư hoàn thiện, đảm bảo nhu cầu của người dân. Hiện nay trên toàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,63%, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 77,92%, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 98,5%, 100% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh. Hệ thống trường học đã được đầu tư xây dựng, hoàn thành, đưa vào sử dụng, đạt 100% tiêu chuẩn cơ sở vật chất. Nhà văn hóa xã được đầu tư xây dựng khang trang cùng với các thôn, bản đều đảm bảo để tổ chức hội họp và cả hoạt động văn hóa thể thao, giải trí của người dân. Xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó đề cao cái vai trò lãnh đạo của cấp ủy và quản lý điều hành của chính quyền. Trong đó tập trung về cái công tác phối hợp tuyên truyền vận động của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội để nhằm động viên tinh thần nêu gương trách nhiệm của cán bộ đảng viên để khơi dậy tính tự lực tự cường chủ động tích cực cho của người dân và đa dạng hóa các cái nguồn lực để tạo thống nhất cùng thực hiện xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, xã Xuân Lộc tiếp tục huy động mọi tiềm năng, nội lực, sự tham gia chung sức đồng hành của người dân, doanh nghiệp,
và đặc biệt là sử dụng có hiệu quả chính sách hỗ trợ của nhà nước để tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Để chương trình đi vào thực chất, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, xây dựng xã Xuân Lộc ngày một phát triển bền vững và giàu mạnh.